Chào các bạn nhá. Đến hẹn lại lên rồi. Cứ 3 ngày mình lại gặp nhau một lần. Thì trước tiên là chúc tất cả các bạn luôn luôn may mắn trong cuộc sống và có thật nhiều sức khỏe để làm tốt những công việc hàng ngày. Đấy. Thì mình cũng chia sẻ với các bạn là từ khi mình chuyển sang làm clip theo kiểu độc thoại, đây là gọi là độc thoại, mặc dù là chia sẻ nhưng mà là theo những người khác nói là clip theo mang tính chất độc thoại, thì mình cũng được biết thêm nhiều, rất nhiều các bạn mới, và ngược lại cũng có nhiều bạn mới biết đến mình. Và điều đó đồng nghĩa với việc là mình nhận thêm rất nhiều những lời chia sẻ, động viên và hỏi thăm sức khỏe của mình và đến mẹ mình. Thì mình rất cảm ơn các bạn. Thì nói thật sự các bạn, thời gian thì nó cũng chưa được lâu lắm. Thì những cái kiểu mình làm clip mới này thì nó cũng chỉ được hơn một tháng thôi, nhưng mà mình nhận được những phản hồi rất là tích cực từ các bạn. Đấy, thì có những bạn trẻ comment cho mình nói là: chú ơi, cháu cảm ơn chú. Từ ngày xem clip của chú thì mặc dù là chú là một người không quen biết ở xa, nhưng đã có tác động đến em cháu. Đấy, từ ngày xem clip của chú là em cháu nó thay đổi được tính nết, nó không ngang bướng và không lóng lẩy, không lóng tính nữa. Và cũng có bạn thì bảo là từ ngày mình xem clip của bạn thì mình bỏ được, bớt được nói tục chửi bậy. Và cũng có nhiều phụ huynh, một số phụ huynh thì bảo là cũng ủng hộ mình về những clip mình chia sẻ này, và bảo là muốn cho con xem để có thêm được những kinh nghiệm trong cuộc sống và học được thêm việc hiếu nghĩa với ông bà, bố mẹ. Thì nói thật sự các bạn nhận được những phản hồi đấy thì mình rất là vui, thực sự rất là vui đấy. Bởi vì đến tầm tuổi mình này rồi là trải qua cũng nhiều thăng trầm rồi đấy, mà nhận được những lời, những tình cảm của các bạn đối với mình trong thời điểm này, những chia sẻ của các bạn hàng ngày này thì không còn gì vui hơn nữa trong thời điểm này. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì có thể những cái câu chuyện của mình đối với một số người thì cho là tào lao này nọ, bởi vì là nhiều người nghĩ là và mình cũng chia sẻ thật, đây là chia sẻ thật, là mình cũng không thành công trong cuộc sống, chưa nói đến thất bại đấy, là trong cuộc sống. Nhưng mình vẫn lên đây mình chia sẻ với các bạn là nó cũng có nhiều mục đích. Mục đích thứ nhất là mình đang làm YouTube đấy. Tất nhiên đã làm YouTube rồi thì phải muốn kiếm sắp và kiếm view đấy, có đúng các bạn đấy, là mong muốn đầu tiên. Và mong muốn thứ hai là mình muốn tìm niềm vui cho mình trong thời điểm này đấy. Các bạn xem những clip trước các bạn cũng biết là cuộc sống của mình hiện tại là như thế nào đấy, ở nhà chăm mẹ, cuộc sống nó cũng buồn tẻ nhiều cái, mà mình cũng muốn nên giao lưu với các bạn để cho nó cuộc sống nó đỡ bớt buồn tẻ, vui hơn đấy. Và điều thứ ba mình mong muốn là qua những trải nghiệm của mình đấy, thì mình muốn chia sẻ với nhiều bạn trẻ có thêm, để làm các bạn, nếu các bạn muốn sống tích cực lên thì sẽ làm hành trang, đóng góp vào hành trang cho các bạn một phần nhỏ để giúp các bạn bước vào đời, nhiều khi nó gặp những cái chuyện này chuyện nọ để còn biết tránh né đấy. Thì mục đích của bạn mình là như thế. Và mình cũng nói rõ là những chia sẻ của mình là hướng tới
những người mà muốn sống tích cực, muốn nghĩ đến điều tốt đẹp, còn những người mà hướng đến những điều tiêu cực, sống nói cái khác là buông thả đi, thì chắc chắn là mọi lời nói thì là bạn cửa hết. Các bạn công nhận mình đấy không? Cho nên là có thể nhiều người sẽ nói là ông đã không thành công thì ông lấy gì mà chia sẻ nữa. Đấy, thì mình muốn chia sẻ với các bạn như thế, là mình muốn hướng tới những bạn muốn sống tích cực, bởi vì cuộc sống của chúng ta không thể nhìn thấy một màu hồng ở ngoài xã hội được. Đấy, có thể những câu chuyện và những bài học bình thường chưa chắc đã giá trị bằng những bài học người ta gọi là bài học xương máu. Các bạn nghĩ đến và nhắc tới bài học xương máu thì các bạn nghĩ cũng biết tầm quan trọng của nó như thế nào, đúng không các bạn? Đấy, như thế nào người ta mới gọi là bài học xương máu và nó giá trị như thế nào. Đấy, thì và người ta cũng có câu là đời nó không như là mơ. Đấy, không thể chỉ nghĩ cuộc đời phía trước hoặc như là nó tốt đẹp hết cả đâu. Đấy, ra ngoài mới biết là sóng gió vấp váp nó như thế nào. Đấy, thì mình có thêm một tí kinh nghiệm. Đấy, có thêm một chút kiến thức về những cái điều vấp váp của những người đi trước thì nó không bằng thực, nó không thừa một tí nào cả. Đấy, thì mình mong mỏi với các bạn như thế. Có những người đã thành công, thậm chí những tỷ phú trên thế giới, người ta đã viết tự truyện về sự nghiệp của người ta, phát triển người ta, và những người đấy người ta đọc rất là nhiều sách. Có những người, người ta đã chia sẻ rằng cái phần lớn người ta đọc về những cái gương thất bại nhiều hơn là những gương thành công. Đấy, và cái lý giải của những ông tỷ phú ấy là nói là khi mình đã biết cách tránh né những thất bại rồi thì ít nhất cuộc sống của mình sau này cũng sẽ không thất bại. Thành công đâu chưa biết, nhưng mà ít nhất là sẽ không thất bại. Cái lý giải của ông là như thế. Cho nên là mình nghĩ rằng những bài học kinh nghiệm xương máu nó cũng rất là tốt cho các bạn trẻ. Đấy, ngay bản thân mình đây, nói thật sự các bạn là 20 tuổi mình bước chân ra ngoài Móng Cái. Đấy, đi mưu sinh. Thì các bạn tưởng tượng một thanh niên 20 tuổi đi ra ngoài với một nơi nó sầm uất như thời kỳ mới mở cửa khẩu Móng Cái, nó đầy đủ những tất cả mọi cái, mọi chuyện là tập trung ở đấy. Đấy, đó nó rất là khó khăn, cũng không, mặc dù cơ hội để làm tiền làm giàu rất là nhiều, nhưng mà cơ hội để mình gục ngã cũng rất là nhiều. Đấy, bao giờ hai mặt nó cũng đi song hành với nhau. Mình thời đầu mình ra là mình bươn trải, đầu tiên công việc đầu tiên của mình ngoài Móng Cái là làm hàng ấy. Trước mình đã chia sẻ với các bạn như thế trước rồi đấy. Thì đấy là hàng hóa thì tất cả các người đi buôn bán ấy, từ trong miền Trung, kể cả chủ hàng miền Nam ra ngoài Móng Cái bình thường. Đấy, thì đến Hà Nội, Hải Phòng, sang bên Trung Quốc hoặc ở Móng Cái lấy hàng. Đấy, thì thí dụ sang bên Trung Quốc lấy hàng, mua hàng thì thuê những người như mình vận chuyển từ bên Trung Quốc về đến Móng Cái. Nhiệm vụ của bọn mình là vận chuyển đến Móng Cái. Đấy, còn từ Móng Cái chuyển vào bên trong này, trong nội địa của mình ấy, thì lại nhiệm vụ của những người khác, cũng là làm hàng nhưng mà lại là những người khác. Đấy, thì đấy, thật sự các bạn là thời kỳ đầu làm có tiền nhưng cũng khó khăn, cũng mệt mỏi, cũng đêm hôm, thức đêm thức hôm, rồi bắt bớ. Đấy, không phải là ai làm hàng cũng giàu đâu. Là nhiều người thì nói thật sự các bạn ấy, bao nhiêu năm bao nhiêu tháng là làm xong cứ gom góp vào cái lại bị bắt. Đấy, lại đền. Đấy, rồi
ngay bản thân mình. Thật sự các bạn đấy, bao nhiêu năm làm hàng gom góp được mấy năm thì bị vụt một phát, hải quan vụt phát củ liềm mất toại luôn, bao nhiêu năm rồi gom góp vào hết nhẵn không có gì. Thế là bao nhiêu người cũng tham gia với mình là thôi nghỉ làm hàng, nhiều khi phiền phức rồi. Anh em rồi bạn bè thôi không làm đấy, đêm hôm vất vả phiền phức rồi đấy, bắt đã là may rồi, không bắt người đã là may. Thậm chí nếu mà hàng to người ta bắt được cả người là còn truy tố đó, trước pháp luật đó. Đấy, nên suy đi tính lại thì mình sau đợt đấy là mình bị bắt quả to nhất đấy. Hết nhẵn gì là thôi không làm nữa, về nhà nghỉ một vài tháng mới lại lộn ra đi làm nhanh thoảng. Đấy thì có những bạn hỏi mình là anh ơi, anh kể, anh chia sẻ những cái chuyện tranh chấp địa bàn ở ngoài Móng Cái. Thì thực sự là nói với các bạn là không biết ở Lạng Sơn nó như thế nào, nhưng mà ngoài Móng Cái thời kỳ mình làm ấy, thì nó không có từ là tranh chấp địa bàn. Nói thật, ở ngoài Móng Cái không biết là các bạn nghe thông tin như thế nào, nhưng mà về tranh chấp địa bàn ở ngoài Móng Cái người ta không dùng những cái từ đấy. Mà thậm chí là thật không phải là tranh cấp địa bàn, bởi vì ngoài đấy người ta chỉ dùng cái từ là tranh cướp chủ hàng thôi đấy. Còn địa bàn thì mình hiểu lôm la là nó một cái khu vực nào đó, một đang tầm hoạt động trong một khu vực nào đó là quyền hành của người ta đấy. Nhưng ở ngoài Móng Cái thì chủ yếu là người ta xem vào những nổi lên những chuyện làm hàng đấy. Thì làm hàng là phải qua đường biên rồi, phải không? Thì mà đường biên giới thì lại thuộc quản lý của cơ quan chức năng. Đấy là địa bàn của cơ quan chức năng, chứ không phải của một cá nhân nào khác. Đấy. Không một cá nhân nào có thể có địa bàn ở cái đường biên ấy được, mà đấy là của cơ quan chức năng. Còn nếu về nói về các cá nhân và các nhóm thì là chỉ là tranh cướp chủ hàng. Đấy. Thì thời đầu tiên cướp chủ hàng lỗi nhất là biên phé bên Hành Phương, hàng tươi sống thời đấy. Sau đó về những hàng đường biên vải vóc quần áo như bọn mình ấy thì là thời đầu thì nó không xảy ra ít, không có, hầu như là không gọi là không tranh cướp chủ hàng nhiều đâu. Thời kỳ mình mới làm thì nó rất là nhiều hàng, các bạn clip trước mình chia sẻ nhiều rồi, qua rồi là thời kỳ mình đất nước mình còn khó khăn, nhu cầu nhập có nhiều mặt hàng, nhưng thời kỳ đấy nó rất là nhiều mặt hàng, người làm hàng đường biên lại ít đấy. Cơ quan chức năng lại mỏng cho nên dễ làm hàng, những người lằng nhằng cũng có thể xách được hàng qua đường biên đấy, nó dễ như thế, nó không xảy ra cái chuyện là tranh cướp. Dần dần là cơ quan chức năng trong này mới, khi Móng Cái nó phát triển lên thị xã A Xiếc thì cái cơ cấu của cán bộ này nó cũng phải tăng lên đấy, thì bổ sung nhiều lực lượng ra ngoài đấy thì các lực lượng chức năng dày lên và làm hàng bắt đầu lúc đấy nó khó dần thì những cái người mà nhỏ lẻ thì tự loại trừ dần đấy. Về sau là người làm hàng nổi lên nhiều đấy, hàng hóa thì ít đi, lúc đấy mới chuyển xảy ra chuyện là tranh chấp chủ hàng. Tranh chấp chủ hàng thì nó có nhiều kiểu, khi đã gọi là tranh chấp rồi thì nó nhiều thủ đoạn, nhiều kiểu. Nhưng mà thời gian đầu là hay dùng nhất, gọi là giảm giá để lôi kéo chủ hàng về cho mình đấy. Rồi sau này nó khó lên nữa, bắt đầu lúc đấy là những cái bọn lặt vặt là sạch bóng rồi, còn bọn chung chung với bọn tay to thì bắt đầu lúc đấy bọn tay to mới đập bọn chung chung để lôi chủ hàng về một mối. Nó chỉ thế thôi, gọi tranh chấp chủ hàng thôi. Thì khi tranh chấp nó mới xảy ra nhiều thủ đoạn, nhưng mà không phải người ta không gọi là tranh chấp địa bàn đấy, thì chia sẻ với các bạn như thế.
Thì sau này là mới tranh chấp chủ hàng mới nổi lên mấy ông tay to đó. Thì tranh chấp theo kiểu đấy thì gọi là một là ép chủ hàng buộc phải để hàng cho mình làm đấy. Hoặc là những ông làm hàng khác mà thuộc dạng cơ cấu bé nhé, thấp thì triệt cả những cái ông làm hàng đấy. Còn nếu ông nào cưỡng lại chẳng hạn ấy, một là nhiều trò lắm, có thể là báo cơ quan chức năng bắt hàng, nghĩa là mà nhịn làm luôn đấy, kiểu thế. Thì chủ hàng nhiều khi là muốn dĩ hòa vi quý, muốn đi làm ăn lâu dài thì thôi, tặc lưỡi lại phải giao hàng cho ông làm thôi. Đấy thì mình cũng chia sẻ với bạn, cái bạn 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 hỏi mình ấy là như thế. Ngoài đấy thì nó không không gọi là địa bàn, tranh chấp địa bàn mà tranh chấp chủ hàng. Đấy, nó chỉ có thế thôi. Nên là qua những câu chuyện này thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn rằng là làm hàng làm hóa ngoài móng cái nó cũng không 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 nhiều khi tuổi trẻ cũng ai cũng thế thôi. Cái tôi cũng lớn cũng muốn là mình phải làm được cái này cái nọ, không suy nghĩ kỹ. Thật sự bản thân mình như trước đây là thế nào mình lại làm hàng ấy, còn các anh chị mình rồi nhiều người cũng muốn mình đi theo con đường học hành đấy. Chứ không 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 thích mình là đi bươn chải ngoài xã hội mà không công ăn việc làm gì, nhấp nhá nhấp lộm này đây mày đó, nó không ổn định. Đấy, thật sự nhà mình là cũng hướng cho mình là đi học một cái nghề nào đó hoặc là làm gì để làm cho nó ổn định. Thời mình thì chắc chắn là học nghề biết ra thì công việc nó ổn định, nó dễ hơn các bạn trẻ bây giờ. Đấy, xin việc xin biết thì có thể là ổn định thì phát triển được, có khi là đỡ ối rồi bây giờ. Thế cho nên là bản thân bước sai lầm ngay từ đầu, cho nên là cuộc sống bấp bênh đến bây giờ chẳng có cái gì, mo vẫn là mo. Tài sản quý nhất của mình bây giờ nói thật sự là con trai 20 tuổi. Đấy, chia sẻ thật sự các bạn như thế. Tài sản quý nhất bây giờ là cậu con trai 20 tuổi thôi, chẳng có cái gì cả. Thế nên là bước đi bước chân những bạn trẻ bước chân bước bước những bước chân đầu tiên nó quan trọng thật sự các bạn. Đấy. Mình qua clip này mình cũng cũng muốn gửi lời góp ý tới các bạn trẻ. Có những bạn bây giờ là đang lưỡng lự trên ngã ba đường, chưa biết chọn hướng nào đấy, để bước chân ra đời, thì mình cũng góp một ý nhỏ với các bạn là phải bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ đấy, để quyết định làm một việc gì đấy. Bởi vì nó là cả một tương lai của mình, chứ không thể là nóng vội được đấy, suy nghĩ lông cạn được đấy. Có thể bạn nghĩ ngắn là bây giờ kiếm tiền nhanh chưa chắc đã tốt. Nếu bạn suy nghĩ thấu đáo và tìm cho mình một cái hướng đi chắc chắn lâu dài, định hướng về tương lai về sau nó lâu dài chắc chắn là tốt nhất. Chứ còn nghĩ là bây giờ làm cách nào kiếm tiền thật nhanh thì chưa chắc đã tốt đâu. Nói thật sự các bạn, tuổi trẻ ai cũng 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 có cái suy nghĩ đấy, nhưng mà mình phải bình tĩnh nghĩ lại. Trẻ tiền nhiều để làm gì đấy. Tất nhiên là khi đã đủ tuổi vị 10, đủ đủ tuổi thanh niên 18 rồi, ai cũng muốn là tự mình phải làm cái này cái nọ đấy, để khẳng định bản thân. Nhưng nói thật sự các bạn ấy, tầm tuổi trẻ đấy làm ra tiền chưa chắc đã giữ được đâu đấy, nếu bạn không đủ chín chắn đấy. Những cái bạn trẻ nào mà chín chắn ngay từ đầu, định hướng ngay từ đầu, bạn làm
công việc bạn lên kế hoạch từ chi tiết nhỏ một, bạn kiếm ra tiền thì có thể bạn còn giữ được. Nhưng mà kiếm theo kiểu ăn sổi ở thì đấy, cấp tốc nhanh ấy. Những bạn mà hấp tấp ấy, thì có thể cầm tiền nhiều trong tay chứ chắc đã giữ được đâu, thậm chí mang vạ áo thân. Tiền làm ra, nhiều người người ta đã chia sẻ tiền làm ra dễ nhưng mà tiêu chưa chắc đã dễ. Nó ở chỗ đấy, trẻ mà không chín chắn, cầm tiền nhiều tiêu thì có thể lại làm hại đến thân. Mình nói thật, nói về tướng số thì người ta bảo là có câu là gọi là đứng số, không phải là ai tuổi trẻ làm ra tiền giữ được đâu, đa số là không giữ được. Đấy, các bạn cứ xem tuổi trẻ làm đùng đột xuất làm ra tiền cái chưa chắc có giữ được, hầu như là không giữ được. Cho nên tướng số người ta nói là bao giờ mới đứng số ở chỗ đấy. Đấy, tất nhiên đấy là mình nói chuyện vui, nhưng mà cái chính là mình chưa chín chắn để biết tiêu, biết giữ cái đồng tiền mình làm ra. Cho nên trẻ làm ra nhiều tiền chứ chắc đã tốt bằng cách là mình định hướng và đặt cái nền móng vững chắc cho mình, để sau này nó ổn định cuộc sống của mình theo chiều hướng đi đến đâu chắc đến đấy, vững đến đấy là tốt nhất. Đấy, có nhiều người ta nói chuyện, kể cả là cũng tư vấn ngay con trai mình, nhiều khi đến nhà mình chơi nói là bây giờ phấn đấu đi. Đấy, đừng nghĩ đến ăn chơi tiêu bây giờ. Đấy, sau này mình làm ra tiền, phấn đấu làm ra tiền, đến khi chín chắn mình có tiền rồi mình tiêu cũng chưa muộn, ăn chơi cũng chưa muộn. Đấy, còn sớm quá mà chưa chín chắn được thì hậu quả khôn lường, thậm chí là vất cả đi cả cuộc đời mình. Đấy, thì mình cũng mong các bạn trẻ là như thế, định hướng rõ ràng chắc chắn, đừng nghĩ cái lợi trước mắt mà nghĩ cái hại về dài lâu, nó có hại về dài lâu. Đấy, thì câu chuyện của clip hôm nay mình cũng mong mỏi là như thế. Đấy, suy từ bản thân mình ra, trước thời trẻ mình cũng làm ra nhiều tiền chứ không phải là ít tiền, cũng không giữ được. Đấy, khi mình chưa đủ độ chín chắn và khi chưa có một công việc nào ổn định, định hướng rõ ràng cho cuộc sống của mình, tương lai của mình, nhiều khi cầm trong tay tiền nhiều không biết làm cái gì, không giải quyết vấn đề gì. Cho nên là để đến một lúc nào đó ngồi nghĩ lại để nuối tiếc và phí hoài tuổi trẻ, cái đấy là thật. Rất nhiều người như mình đến tầm tuổi này là ân hận. Đấy, bao nhiêu năm tuổi trẻ vất đi không giải quyết vấn đề gì. Đấy, cho nên là không thể vội được, nhất là tuổi trẻ phải bình tĩnh. Đấy, thì thông điệp của mình gửi đến các bạn trẻ là như thế. Thì mình cũng hôm nay mình cũng xin dừng clip tại đây. Đấy, thì chúc tất cả các bạn luôn luôn may mắn. Quan trọng là luôn luôn mình chúc các bạn có sức khỏe tốt và cuộc sống hạnh phúc. Điều cốt lõi nhất trong cuộc sống của mỗi người là phải hạnh phúc. Đấy, điểm đến cuối cùng, và các bạn. Đấy, cho nên mình chúc mọi người, tất cả mọi người hạnh phúc. Mong mọi người ủng hộ mình bằng cách đăng ký. Nhiều bạn hình như là xem quên đăng ký thế nào ấy. Ủng hộ mình. Nếu không cảm thì không phản cảm mà ủng hộ mình bằng cách đăng ký giúp mình, chia sẻ giúp mình. Ôi, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.